các bạn sẽ được liên lạc. Trong thời gian gần đây thì hàng loạt chiến thần livestream đã làm bùng nổ mạng xã hội với rất nhiều những phiên live hấp dẫn. Và đặc biệt mở bát cho đầu năm 2024 này, Giang Cư Mận đã được một fan xôn xao bởi vì có một phiên livestream kéo dài tới hơn 13 tiếng đồng hồ và mang về doanh thu tới 75 tỷ. Mang về doanh thu hàng chục tỷ, mang đến hàng ngàn điêu hời. Thế nhưng có một sự thật là các streamer sẽ không thể giấu nổi vẻ mệt mỏi sau khi mà nói liên tục trong hàng chục giờ liền như vậy. Vậy thì có cách nào để nói lâu mà không bị mệt hay không? Câu trả lời là có nha. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ bật mí cho các bạn bí kíp để có được một giọng nói nội lực, vang, khỏe và không bị hụt hơi khi nói dài, nói lâu. Hãy xem đến hết video để không bỏ lỡ điều thú vị nhé. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Thalip Voice. Thalip Voice, thanh lịch từ giọng nói. Nhiều người rất giỏi chuyên môn nhưng không thành đạt. Nhiều người kỹ năng tốt nhưng nói chuyện không thu hút. Nhiều người làm sếp lớn nhưng tác phong không chuyên nghiệp. Tất cả đều có một điểm chung: quan tâm phát triển kỹ năng nghề nghiệp mà quên mất giọng nói và khả năng giao tiếp, tương tác đám đông. Thalip Voice, học viện giọng nói và kỹ năng đầu tiên, uy tín số 1 Việt Nam, với các khóa học giúp bạn hoàn thiện giọng nói chuẩn, hay, khỏe, quyền lực, chuyên cảm, thu hút mọi đối tượng. Tư duy giao tiếp khéo léo, tinh tế, có chiều sâu. Khả năng tương tác, nói chuyện trước đám đông có phong cách, uy tín. Tư duy ngôn từ nhạy bén, phản xạ linh hoạt trong đời sống công việc. Các khóa học trực tiếp và online qua Zoom tại Thalip Voice, cam kết 100% đầu ra với đội ngũ giáo viên chuyên gia đào tạo là các MC, biên tập viên đài truyền hình. Lộ trình khóa học phục vụ đúng nhu cầu và mục tiêu học viên, làm nghề gì, ứng dụng ở đâu, học và thực hành đúng nội dung đó. Hỗ trợ sau khóa học, tư vấn cá nhân, tham gia câu lạc bộ luyện tập kỹ năng mềm và tư duy nghề nghiệp. Môi trường học tích cực cùng học viên là những nhân tố ưu tú đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Thalip Voice đã được các KOL, KOC, TikToker, YouTuber, doanh nghiệp lớn khắp cả nước như Vinhome, Viettel, MB Bank, DNSE theo học và ứng dụng thành công vào công việc của họ. Hơn 20.000 học viên đã thay đổi giọng nói và tư duy cùng Thalip Voice. Đăng ký tư vấn để Thalip Voice đồng hành cùng bạn phát triển giọng nói và tư duy giao tiếp, nói trước đám đông. Thalip Voice, thanh lịch từ giọng nói. Trong khi livestream thì anh chị em sẽ có xu hướng là gằn giọng và gân cổ lên để nói cho to hơn. Hôm nay sale sập sàn, chốt đơn, lên cho anh chị em một mã ABC. Đó là khi mà mọi người đang nói bằng giọng cổ. Và nếu như mà nói bằng giọng này thì có khi là chỉ đến nửa phiên livestream thôi là cổ họng của anh chị đã căng cứng, khô và rát lắm rồi. Và đặc biệt là nếu gân cổ lên thì sẽ khiến cho dây thanh quản bị tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của giọng nói nữa. Bạn có muốn livestream 100 buổi chốt triệu đơn không? Nếu có thì cần phải yêu thương và bảo vệ giọng nói của mình hơn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về giọng bụng và cách để nói giọng bụng nhé. Nói to không phải là nói cao giọng lên. Nhiều người vẫn nhầm lẫn điều này, dẫn tới việc là sức khỏe giọng nói bị ảnh hưởng. Khi livestream cần phải nói to, đúng, nhưng phải nói to cho đúng bằng cách dùng nội lực của hơi thở và mở khẩu hình đúng cách. Vì vậy, chúng ta sẽ luyện hơi thở và khẩu hình như sau. Một, yếu tố hơi thở. Hơi thở là nền tảng của một giọng nói khỏe. Chúng ta sẽ có 3 bước để luyện tập hơi thở như sau: lấy hơi, giữ hơi và đẩy hơi. Lấy hơi, hít vào bằng cả mũi và miệng. Giữ hơi, vai ngực thả lỏng, cơ bụng căng lên, bụng phình ra. Đẩy hơi, có 2 cách để luyện tập. Cách 1, lấy hơi, từ từ ép cơ bụng và dần đẩy hơi thở ra ngoài. Cách 2, lấy hơi, nén lại, bật mạnh và đẩy hơi thở đồng thời ra ngoài. Tương ứng với 2 bài tập, đó là bài tập xì hơi và bài tập thổi nến. Bài tập xì hơi, đầu tiên thả lỏng vai ngực, lấy hơi nhẹ nhàng bằng cả mũi và miệng. Hít hơi từ từ, cơ bụng căng lên, giữ hơi ở đó. Sau đó, từ từ ép chặt cơ bụng lại, đẩy hơi thở đi ra ngoài qua khoang miệng, cắn chặt hàm răng và tạo tiếng xì nhẹ. Bài tập thổi nến. Đầu tiên, cũng thả lỏng vai ngực, lấy hơi bằng cả mũi và miệng, hít hơi sâu, cơ bụng căng lên. Nén chặt hơi lại và bật mạnh lực của cơ bụng, đồng thời đẩy hơi thở ra ngoài. 2. Yếu tố khẩu hình. Khi livestream thì chúng ta cần phải nói to, rõ ràng tên sản phẩm, mã sản phẩm và giá. Nếu như không mở khẩu hình thì sẽ dễ bị méo tiếng và bị dính chữ. Chúng ta sẽ so sánh cùng một tần số âm thanh khi mở khẩu hình to và mở khẩu hình nhỏ. Sản phẩm này có giá bằng 2 cốc trà sữa. Sản phẩm này có giá bằng 2 cốc trà sữa. Để luyện tập khẩu hình, chúng ta sẽ mở khẩu hình dọc,
và yêu cầu là hạ hàm dưới cách hàm trên tối thiểu 2cm với khoảng cách tương đương 2 ngón tay. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập bài tập mở khẩu hình kết hợp với đẩy hơi thở thông qua bật âm vào các nguyên âm A, O, E. Đầu tiên hãy thả lỏng vai ngực, lấy hơi bằng cả mũi và miệng, hít hơi và cơ bụng căng lên, giữ hơi ở đó. Hạ hàm dưới cách hàm trên tối thiểu 2cm, đồng thời giật mạnh cơ bụng, bật hơi thở vào các nguyên âm A, O, E. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập xì hơi. Đầu tiên là với 15 giây. Bắt đầu với 15 giây. Hít hơi nhẹ nhàng vào bằng cả mũi và miệng, vai ngực thả lỏng. Khi hơi hít vào căng thì cơ bụng căng lên. Giữ chặt hơi ở đó rồi ép dần cơ bụng đẩy hơi thở ra ngoài qua khoang miệng. Cắn nhẹ hàm răng, tạo tiếng xì nhẹ đủ nghe. Chúng ta tiếp tục với 20 giây nhé. Và cuối cùng là 25 giây. Bài tập thổi nến. Hé nhẹ miệng, lấy hơi nhẹ nhàng bằng cả mũi và miệng. Hít hơi sâu, ngực vai thả lỏng. Khi đầy hơi thở, cơ bụng căng lên, hãy nén chặt ở đó. Rồi dùng lực của cơ bụng bật mạnh hơi thở ra ngoài và làm động tác giống như động tác thổi nến. Cùng làm theo mình nhé. Lần thứ hai, lấy hơi. Lần thứ ba, lấy hơi. Lần thứ tư, lấy hơi. Lần thứ năm, lấy hơi nhẹ nhàng. Bài tập bật nguyên âm. Hãy lấy hơi nhẹ nhàng bằng cả mũi và miệng, ngực vai thả lỏng. Lấy hơi sâu, bụng căng lên. Gồng chặt cơ bụng ở đó. Hạ hàm dưới xuống cách hàm trên tối thiểu 2cm. Rồi giật mạnh lực của cơ bụng, bật hơi thở vào các nguyên âm A, O, E. Hãy cùng làm với mình nhé. Đầu tiên, nguyên âm A. Hé nhẹ miệng, lấy hơi. Gồng chặt cơ bụng và bật hơi thở A. Nguyên âm O, lấy hơi. Gồng chặt cơ bụng và bật hơi thở O. Nguyên âm E, lấy hơi. Gồng chặt cơ bụng và bật hơi thở E. Bây giờ hãy cùng nhau thử ứng dụng giọng bụng vào câu nói khi livestream nhé. Chốt đơn. Lên ngay cho chị em điêu hơi. Bạn đã sẵn sàng khám phá những ưu đãi đặc biệt mà chúng mình mang đến chưa? Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngay sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi chỉ có trong livestream này thôi nhé. Và bây giờ sẽ là bài tập về nhà dành cho các bạn.
Mỗi giọng nói thì sẽ mang một màu sắc và dấu ấn cá nhân riêng. Nhưng có một giọng nói khỏe sẽ khiến cho bạn có một phong thái tự tin và tràn đầy năng lượng. Giọng nói của chúng ta thì cũng giống như một nguồn tài nguyên mà ông trời ban tặng cho mỗi người. Tuy nhiên, nếu như không biết cách khai thác và bảo tồn thì nguồn tài nguyên này có thể bị tàn phá bất cứ lúc nào. Okay. Chính vì vậy, hãy thường xuyên luyện tập chăm chỉ để có giọng nói hay bạn nhé. Chúc cho bạn sẽ có sức khỏe giọng nói tốt để like 100 buổi, chốt 1000000 đơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Talib Voice, tuyển sinh các khoa học cải thiện giọng nói, giao tiếp, nói trước đám đông.